Xin chào anh em, hiện tại là mình đang ở công viên và hôm nay mình có một buổi tập freestyle và longboard. Và trên người mình đó là chiếc áo đấu mới của đội tuyển Việt Nam năm 2021. Hôm nay mình sẽ mặc nó và trải nghiệm nó. Sau video clip này mình sẽ viết clip đánh giá chiếc áo đấu này. Mọi người cùng chờ xem nha. Hello, giờ thì mình đã về lại nhà rồi. Trên tay mình là hai chiếc áo đấu của đội tuyển, một cái màu đỏ và một cái màu trắng. Còn nguyên siêu luôn, giờ gỡ ra này. Giờ mình sẽ đánh giá chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2021 sân khách và sân nhà nha. Đầu tiên khi mặc chiếc áo này thì mình cảm thấy là nó vô cùng nhẹ. Nhẹ nhất trước giờ mình từng mặc một cái áo của một câu bộ hay một đội tuyển thi đấu nào đó luôn á. Cái thứ hai đó là mình cảm thấy là vô cùng thoáng mát. Là khi mà mình tập longboard hay mình tập freestyle, mồ hôi ra nhiều và sau đó mình cảm thấy là mồ hôi bay cũng rất là nhanh và sau đó trở về trạng thái là khô thoáng như bình thường. Cái thứ ba là mình là tiếp người mà có da khá là nhạy cảm, tức là mình mặc những cái loại vải nào đó mà cảm thấy không thoải mái hay dễ gây kích ứng thì sẽ dễ bị nổi ứng, còn cái loại vải này thì mặc vào rất là thoải mái và dễ chịu, mình không hề có một cảm giác nào đó bị dị ứng hay khó chịu trên da mình. Đó là ba cảm nhận của mình với lại chiếc áo này khi mà lần đầu tiên mình sử dụng. Về form áo một tí xíu thì mình cao 1m69 và nặng 60kg và áo này mình đang mặc đang là size M thì cảm thấy lưng cũng khá là dài xuống thế này so với những chiếc áo khác. Những áo khác là khi mà cái lưng của nó ngắn quá thì mình cúi xuống hay mình làm gì đó thì nó dễ bị hở lưng, còn áo này cái lưng nó cũng dài, cảm giác rất là vừa vặn, nhìn nó khỏe khoắn và trẻ trung. Đó là cảm nhận của mình về chiếc áo này ha. Rồi giờ thì mình sẽ đánh giá về ngoại hình. Đầu tiên là những ngôi sao từ nhỏ đến lớn giữa ngực được in chìm như giữa ngực nha anh em. Đó, các bạn có thể thấy đây. Cái thứ hai đó là lá cờ được in 3D. Logo Ren Sport. Hai bên thì sẽ có cầu vai màu vàng ở đây. Cổ vẫn là chiếc cổ áo giống hàng năm mình từng thấy. Tắt sai thì có hình ngôi sao, chữ chiến binh sao vàng. Hai bên tay áo thì dưới phần nách thì sẽ có một cái đường vàng như thế này. Đây chiếc áo màu đỏ. Lưng áo thì không có gì đặc biệt cả. Rồi, đó là ngoại hình, chúng ta thấy nó ở đây. Tiếp theo là mình sẽ nói về công nghệ trên chiếc áo này. Đó là một cái công nghệ rất là đặc biệt, công nghệ Yarn Micro Filament, dệt vi sợi 1D siêu nhẹ, giúp cho chiếc áo trở nên nhẹ hơn bình thường. Đó, mình cảm thấy chiếc áo nó nhẹ là như vậy đó. Và thể hiện được cái hình ảnh
coi sao chìm giữa ngực. Đó công nghệ đó ấy. Một công nghệ mà lần đầu tiên mình thấy trên chiếc áo đấu của đội tuyển. Một sự đột phá rất lớn của Rain Sport. Rồi còn lại thì công nghệ in quốc kỳ 3D với lại cái in cầu vai này thì cũng là những công nghệ mà trước giờ mình đã thấy trên áo đội tuyển rồi, thì cũng không có gì đặc sắc. Chỉ riêng công nghệ làm nên cái ngôi sao này là hết sức đặc biệt, gen microfilament. Một cái công nghệ nữa đó là công nghệ vải lưới ở phần hai bên hông như thế này, giúp cho áo sẽ trở nên thoáng khí và mau chóng khô ráo. Nói về công nghệ xong rồi, giờ thì mình sẽ nói về ý nghĩa, thông điệp mà chiếc áo này mang lại cho tất cả chúng ta được biết nha. Mình có thể thấy đây là ngôi sao giữa ngực và một chiếc cầu vai thế này. Chúng ta có thể liên tưởng đến ai đúng không? Captain American. Đó là những siêu anh hùng, các Avengers. Đó cũng là thông điệp chính của mẫu áo năm nay, The Hero Abed. Thì năm nay nếu như dịch Covid qua đi thì bóng đá quốc tế trở lại thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu những trận thi đấu vòng loại World Cup và những trận thi đấu quốc tế. Thì nó là sự trở lại của những người hùng. Đó cũng ý nghĩa của chiếc áo này. Và chúng ta có thể thấy đây là ngôi sao ở giữa, nhỏ và từ từ tỏa lớn ra, lớn ra, lớn ra. Thì áo đấu năm ngoái cũng đã có cái điều đó trên phần trái tim bên đây. Đã, vô đây và tỏa ra, tỏa ra, tỏa ra. Thì năm nay nó ở giữa ngực là những ngôi sao nhỏ tỏa ra. Đó là sự lan tỏa của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong những năm qua, đạt những thành tích và càng nhiều người biết đến đội tuyển hơn. Đó là sự lan tỏa. Chiến binh sao vàng. Thì đó giờ đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu thì luôn là có tinh thần dân tộc rất cao và hy sinh tất cả vì một cờ sắc áo, nên có ý nghĩa ở đây và được in trên tất sai. Chiến binh sao vàng. Tiếp theo mình sẽ nói đến giá tiền. Thì giá chiếc áo này là 845.000. Cái giá mà đối với mình thì vừa tầm so với những công nghệ mà nó đem lại cho mình. Còn đối với bạn sinh viên thì có lẽ này cái giá này cũng sẽ hơi cao một tí, nhưng mà các bạn có thể tiết kiệm để mua được trong tầm giá này. Ở Việt Nam thì giá một cái áo đấu là như vậy là rẻ rồi đó. Chứ còn mà mình đi xem giá của các áo đội tuyển của Malaysia, Singapore, Indonesia hay là Thái Lan là mắc gấp đôi áo của Việt Nam mình luôn á. Nên thành ra chúng ta đã và đang được mặc những chiếc áo đấu là công nghệ tốt và giá cũng phải chăng rồi đó. Nên thành ra hãy tận dụng thời gian này để mua đi nha. Thì đó là chia sẻ mình về giá tiền, thì cũng không phải một cái mức giá quá là khắc nghiệt, vừa tầm đối với tất cả mọi người. Rồi giờ thì mình cầm trên tay chiếc áo trắng, chiếc áo đỏ không có cổ, còn chiếc áo trắng sân khách là có cổ như thế này. Đó là mỗi sự khác biệt giữa áo sân khách và sân nhà. Và ở đây thì vẫn giữ cái màu vàng ở phần sườn. Đây, các bạn có thể thấy. Ngoài ra thì về ngoại hình và chất liệu thì không có gì khác. Hàng năm mình thấy đội tuyển thi đấu thì mồ hôi ra nhiều, các họa tiết in chìm coi như biến mất hết, là tất cả các áo đều đỏ giống nhau á, mình sẽ không thấy rõ được cái áo, sự khác biệt của cái áo từng năm. Và chiếc áo trắng này thì nếu như mà cái đường vải lưới bên hông như thế này đổi từ vàng sang đỏ thì mình sẽ thích hơn rất là nhiều. Ok, đó là những cảm nghĩ của mình về chiếc áo đấu đội tuyển năm 2021. Anh em có cảm nghĩ gì về chiếc áo đấu năm nay thì có thể comment phía dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì mình có hẹn tập luyện một buổi tập đấu 1v1 với lại anh Kim Messi. Thì mình sẽ mặc chiếc áo đấu này để tập luyện buổi ngày hôm nay nha. Mọi người mình chờ xem. Hello anh em, giờ thì mình đang ở tại sân cùng với Kim Messi. Và Kim Messi đang mặc áo đội tuyển Việt Nam sân khách và mình là sân nhà. Hôm nay mình sẽ đấu tập với lại Kim Messi một cái game bóng đá 1v1 trong futsal. Thì cái game này hai anh em mới bàn nhau rồi để tập chơi thôi. Hy vọng là sẽ có đông người chơi với anh em mình giống như mình tập luyện hàng ngày ở đây. Thì luật chơi đơn giản thôi. Đây là sân 5 và một người tấn công, một người phòng ngự. Sau khi người này tấn công xong thì sẽ đổi ngược lại. Thì luật thi đấu là cứ lừa qua thì mới được sút vào. Còn chứ còn đứng ở xa thì không được sút.
khung thành thì không thủ môn. Thì tại sao không có thủ môn thì mình giải thích luôn là cái mấu chốt của trò chơi này là chỉ cần lừa qua là được tính điểm rồi, nên thành ra không có thủ môn, chỉ cần lừa qua đá nhẹ vào khung thành thì được tính là một điểm ưu tiên cho việc lừa qua người. Chứ còn nếu như mà có thủ môn rồi mà lừa qua suốt chúng thủ môn văng ra thì sẽ không được tính điểm. Thì cái điểm kia là điểm bàn thắng, còn cái điểm này mình đang muốn nói tới là điểm qua người, thì cứ qua người là tính một điểm rồi. Nhưng mà việc có được điểm hay không là còn tùy thuộc vào cái cú sút sau nữa. Thì lừa qua tốt thì mới sút được, chứ lừa qua không tốt thì sẽ sút không được. Nên các bạn cứ hiểu là lừa qua người thì coi như là tính một điểm rồi nha. Anh Si hiểu không? Ok, cái này mấu chốt là qua người là thắng rồi các bạn. Qua người gần như thắng thôi, 90 thôi. Mới một điểm thôi. Ghi bàn cũng được 2 điểm. Ghi bàn không có tính điểm, nhưng mà ý là chỉ cần anh em mình chỉ cần hiểu là trò chơi này hướng đến mục đích là qua người nhiều hơn là việc ghi bàn. Đó, thì cứ lừa qua người là coi như là gần như là giành chiến thắng trong cái game này rồi. Ok, chơi chứ hả? Mỗi người người phòng ngự trước rồi tấn công sau, phòng ngự trước tấn công sau. Ok, chơi nha.
Yeah, video clip đến kết thúc. Và hy vọng là video clip này đã đem đến cho mọi người những kiến thức thật tốt về chiếc áo đấu này và những pha xử lý thật là đẹp giữa Kim Messi với Thierry Stein. Cảm ơn Rainsport, nhà tài trợ áo đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm nên một chiến đấu rất là tuyệt vời cho các fan hâm mộ nước nhà. Ok, nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và một subscribe nhé. Và mình là Phạm Trung Thi, xin chào và hẹn gặp lại. À quên nữa, để mua chiếc áo đấu này có thể xem dưới phần description nha. Mình để link dưới phần description, mọi người có thể vào đó để mua nha. Nhìn cái áo này là mình muốn mua liền luôn các bạn. Ngày mai mình sẽ ra brand mua liền.